bài viết của thi sĩ Trần Tiến Dũng với tựa đề Nhớ nắm cơm chị tôi ngày chạy giặt. Nhà thơ Trần Tiến Dũng nói rằng nắm cơm trên tay ông hôm nay, dù làm theo kiểu Nhật Bản hay Đại Hàn, có sang trọng quá và khéo léo đến mấy, vẫn nhạt nhẽo, không giống nắm cơm mà ông có được nhiều năm trước. Khi được chị làm và dặn ông ăn ít thôi để chừa cho những lúc ngặt nghèo trên cung đường hỗn loạn. Mỗi con người Việt Nam đều có một chấn thương ký ức, đôi khi là nắm cơm, là vết sẹo nhỏ, là một ngọn khói. Nhất là khi ký ức đó trở thành hành trình tái hiện hàng năm qua những cuộc vui của những kẻ hoang tưởng và vô tâm. Hành trình hơn 46 năm của cả dân tộc này có một sự thống nhất tuyệt đối, đó là những chấn thương ký ức riêng và chung cứ rỉ máu, cứ đau nhức bất định kỳ. Mời xem qua bút ký ngắn của nhà thơ Trần Tiến Dũng, cứ coi như là chuyện kể lại một giấc mơ mà thức dậy đôi khi trào nước mắt. Nhớ nắm cơm chị tôi ngày chạy giặt. Vậy là bữa trưa ngày 1 tháng 5 của 46 năm trước, tôi ăn gần hết các nắm cơm chị hai tôi chuẩn bị đồ ăn chạy giặt cho tôi vào ngày 29-30 tháng 4. Tôi ở Sài Gòn học, lần đầu ăn cơm nắm chạy giặt, chấm muối mè. Suốt từ trưa đến suốt đêm ngày hôm qua, 30 tháng 4, lính Bắc Việt đầy vũ khí đi hàng một dài ngoằn trên con đường Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Thoại, Tô Hiến Thành. Cả nhà tôi chạy ra chạy vô hành lang chung cư Lý Thường Kiệt, đứng ngó coi mặt Việt Cộng nên không nấu cơm. Hơn nữa, tin đồn Việt Cộng sẽ pháo kích vẫn ám ảnh nên chị tôi dặn, có lấy cơm nắm ra ăn thì ăn ít ít thôi, nhớ để dành. Hễ có tiếng đạn pháo thì chạy có mà ăn. Ghi nhớ lời chị, nhưng thiệt là không biết chạy hướng nào, tới đâu. Chị lại dặn, người ta chạy đâu mình chạy đó, mà thế nào chị em mình cũng lạc nhau. Nhớ ăn ít kẻo chết đói. Tôi nghĩ, nếu có trúng đạn Việt Cộng cũng phải ăn rồi mới chết. Đám con nít hồi tôi còn ở quê thường hù dọa nhau. Dưới địa ngục Diêm Vương cho ăn cơm có giỏi. Nếu có chết thì ăn cơm cho no cái đã. Sau 1975, dân Sài Gòn phải ăn lương thực có mối mọt, mốc meo, không đến mức có giỏi như lương thực của Diêm Vương. Cơm nắm của dân chạy giặc Việt Cộng khác với cơm nắm, cơm cuộn, cơm vắt thời thượng của các nhà quán Đại Hàn, Nhật Bổn thời nay. Cơm được bàn tay mẹ chỉ nén nắng hết mức để sao cho nắm cơm được nhiều cơm nhất. Cơm nắm là thực phẩm để hy vọng sống còn trước ranh giới mỏng manh mà cái chết đang chực chờ dân chạy giặc. Nhưng cơm nắm của dân Sài Gòn thời chạy giặc vẫn trắng tươi, thơm phức. Tôi nhớ là chị hai tôi gói các cục cơm nắm cho tôi trong một tấm vải mùng trắng, bởi vải có lỗ cơm lâu thiêu mà ngó thấy sạch sẽ, ngon miệng. Thời trước, khi Việt Cộng vô, người đô thị miền Nam đều chê gạo Mỹ, thứ gạo dẻo như nếp khó nuốt, còn cơm sấy của lính thì lại càng không muốn ăn, lâu lâu mấy bà chị buồn miệng đem ra ngào đường ăn như cốm. Lúc nhận mấy cục cơm nắm của chị, ở ngã tư Bảy Hiền tiếng súng vẫn bắn nhau, ầm ầm, còn mấy khẩu pháo lính quốc gia kéo vô sân trường đua Phú Thọ để ngó, vì hết đạn. Thiệt là tôi có cơm nắm thủ bụng nhưng biết chạy hướng nào để an thân. Tôi gốc dân quê vốn biết Việt Cộng pháo kích, đắp mô, gài trái nổ, ám sát, bất kể nạn nhân, nên sợ Việt Cộng hơn dân Sài Gòn. Trong đầu tôi,
đành chọn sẽ quay về hướng quê Gò Công, chớ biết chạy đi đâu để không có việc cộng. Sau này biết có chỗ chạy là vượt biển đến xứ không có việc cộng, nhưng vượt 4 lần không ra được tới mặt biển xanh, chỉ hên là chưa bị bắt ở tù. Mấy ông già quê tôi xưa ưng nói, dân mình dù có đi 5 châu 4 biển cũng không quên được chén cơm. Giờ sau 46 năm, nhớ lại các nắm cơm vắt của chị lo thời chạy giặc mà cảm động muốn khóc. Chị tôi ngày đó cũng lo cho mình vài nắm cơm, nhưng giờ chị chạy được đến Canada, còn tôi giờ chỉ có mỗi việc chờ chạy về lòng đất mẹ mới mong thoát được giặc vô Sài Gòn ngày nhận cơm nắm của chị. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ được dòng chơi khắp quê hương, con đường tôi qua con đường thơ mộng, không ai ngăn tôi khi đang lưu thông. Nơi giấc mơ tôi không có oan khiên, tôi không thấy trên dòng đường những nỗi đau thương xác mẹ xác em dưới bánh xe hàng xe ben. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ trên đường về quê hương, đi qua ấp thôn xã hay phường, vui biết bao nhiêu khi không còn kẻ bất lương. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ yên bình trải suốt quê hương, bất bình với trong lòng dân thường, không còn bao cường dí dân đen đến nơi cùng. Sẽ cho tôi một giấc mơ được dòng chơi khắp quê hương, con đường tôi qua con đường thơ mộng, không ai ngăn tôi khi đang lưu thông. Nơi giấc mơ tôi không có oan khiên, tôi không thấy trên dòng đường những nỗi đau thương xác mẹ xác em dưới bánh xe hàn xe ben. Không còn bạo cường dí dân đen đến nơi cùng đường. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ, mọi nẻo đường tôi đi qua, tôi chợt thấy là người Việt thiết tha nhiều hơn nhân nghĩa yêu thương. Sẽ cho tôi một giấc mơ được dòng chơi khắp quê hương, con đường tôi qua con đường thơ mộng, không ai ngăn tôi khi đang lưu thông. Nơi giấc mơ tôi không có oan khiên, tôi không thấy trên dòng đường những nỗi đau thương xác mẹ xác em dưới bánh xe hàn xe ben. Suốt quê hương bất bình với
Gòn bạo cường dí dân đen đến nơi cùng đường. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ được dòng chơi khắp quê hương, con đường tôi qua con đường thơ mộng, không ai ngăn tôi khi đang lưu thông. Nơi giấc mơ tôi không có oan khiên, tôi không thấy trên dòng đường những nỗi đau thương xác mẹ xác em dưới bánh xe hàng xe ben. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ trên đường về quê hương, đi qua ấp thôn xã hay phường, vui biết bao nhiêu khi không còn kẻ bất không còn bạo cường dí dân đen đến nơi cùng đường. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ, mọi nẻo đường tôi đi qua tôi chợt thấy là người Việt thiết tha nhiều hơn nhân.